Xin chào các em, trong video này chúng ta sẽ sửa lecture thứ 9.3. Và lecture này nó sẽ có hai câu lạ, đó là cái câu số 4 và câu số 5. Thì nếu như các em không biết giải của 4 câu 5, các em hãy quan sát cái lời giải của anh và cái cơ sở lý thuyết nó cũng sẽ nằm trong phần hàm hợp mà chúng ta đã học. Và hai câu này nó không khó tới nỗi mà chúng ta xem không hiểu, mà chúng ta chịu khó quan sát, cái lời giải nó cũng sẽ giống câu 1, câu 2, câu 3 thôi. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt, đó là chúng ta cần phải có một cái bảng biến thiên sau khi chúng ta tìm ra nghiệm của đạo hàm. Rồi câu 4, câu 5 sẽ đòi hỏi các em phải tìm thêm bảng biến thiên nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giải những câu đơn giản là 1, 2, 3 trước. Câu 1 này thì các em lấy đạo hàm HX. Lấy đạo hàm HX là nó ra được là 2X nhân cho F phẩy của X bình trừ 1 bằng 0. Cái bài này là chúng ta không thể ghép chục nha. Tại vì cái này cho đồ thị đạo hàm mà. Bây giờ anh sẽ đặt T bằng cái này. Đặt T bằng cái nhúm màu xanh này nè. Thì cái này nó ra được ở trên là nghiệm x bằng 0 rồi. X bằng 0 là một điểm vực trị rồi nha. Còn cái này là f phẩy T bằng 0 thì các em thấy có là ba nghiệm, nhưng mà cái nghiệm này nè. Cái nghiệm này là nghiệm kép cho nên chúng ta không lấy. Vậy thì chúng ta có hai nghiệm thôi là x bình trừ 1 bằng 0 và x bình trừ 1 bằng 1. Thì cái này lại thêm hai nghiệm nữa cho nên tổng cộng là 5 điểm cực trị nha em. Là câu C. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có câu 2. Tìm số điểm cực trị có hàm HS. Maybe bài này có thể ghép chục. Bài này có thể ghép chục, nhưng mà ghép chục hơi chua đúng không? Thôi bài này giải từ từ đi. Bài này giải cổ điển thì ngon hơn á. H phải x bằng 3x bình trừ 3 nhân f phẩy của x mũ 3 trừ 3x cho bằng 0. Thì ở đây á chúng ta sẽ có hai nghiệm, một nghiệm là 3x bình trừ 3, 3x bình trừ 3 là hai điểm cực trị rồi các em. Thằng này hai điểm cực trị rồi, thằng này f phẩy t bằng 0. F phẩy t bằng 0 nó sẽ có hai nghiệm là do cái đồ thị này nè. Nó là đồ thị fx. Cho nên các em thấy là thằng f phẩy bằng 0 ngay tại hai điểm cực trị là 0. 0 với 2 á là hai điểm này nè, 0 với 2. Cho nên mình sẽ có hai nghiệm là t bằng 0 với t bằng 2. Cho nên là x mũ 3 trừ 3x bằng 0 với x mũ 3 trừ 3x bằng 2. Và chúng ta giải hai phương trình bậc 3 này là xong. Kết thúc. Mod 9 2 3 1 0 trừ 3, cái này ba nghiệm rồi. Nhìn phát là biết ba nghiệm rồi. Còn này mấy nghiệm? Này trừ 2 ngay đây hả? Một nghiệm, hai nghiệm. À. Mà cái nghiệm là nghiệm kép nha. Tại vì cái này là hai nghiệm nhưng mà một nghiệm kép cho nên cái này tính nghiệm mà à. Như vậy tổng cộng là chúng ta có 6 điểm cực trị. Ừ. 6 điểm nó bán là B. Trời, con này dễ sai lắm nha. Câu này thật sự rất là dễ sai luôn. Tại vì á, các em có thể nhìn nhận ở một cái vấn đề là có thể á, là thằng này là nghiệm, thằng này là nghiệm lấy, nhưng mà ra anh này không lấy nha. Đó là mình sẽ lội cái trừ 1 này ra, mình lội nghiệm này, cái nghiệm này nghiệm kép rồi. Nghiệm kép. Cái này nó sẽ có nghiệm kép là âm 1 của em. Nhưng mà nếu mà anh có ra là chúng ta làm sẽ bị nghiệm kép. Cái nghiệm kép là cái nghiệm không đổi dấu, thì anh sẽ check luôn cho các em coi. Chắc luôn nó là nghiệm không đổi dấu, tức là bây giờ anh call ngay âm 1 thì nó sẽ bằng 0, chắc chắn thì mình giải rồi. Nhưng mà mình call bên phải số âm 1 á, mình call bên phải số âm 1 thì nó ra âm, rồi mình call bên trái số âm 1 nó cũng sẽ ra âm luôn đó. Thì cái âm 1 á, cái âm 1 cái phương trình này nè nó là nghiệm kép, cho nên cái bài này hỏi bao nhiêu điểm chị là có 6 điểm, à 6 điểm chị. Thì có thể là anh sẽ gài, anh sẽ một chút anh đổi câu C thành 7 để cho mấy em sai. Để cho mấy em nhớ, cho mình đổi lại. Rồi.
Câu số 3, chúng ta lấy đạo hàm k phẩy x là ra 2x trừ 2 nhân cho f phẩy của x bình phương trừ 2x trừ 1 bằng 0. Chúng ta sẽ có là 2x trừ 2 bằng 0 là một điểm cực trị rồi các em. Còn cái này là f phẩy t bằng 0. F phẩy t bằng 0 mà cái này cho đồ thị f phẩy nha. Vậy là mình sẽ cắt ngay số 0. Cắt ngay số 0 thì mình chỉ có một nghiệm thôi. Tại vì cái nghiệm ngay đây nè là cái nghiệm kép rồi, mình không lấy. Vậy là mình sẽ có là x bình trừ 2x trừ 1 bằng 2 thôi à. Còn cái nghiệm trừ 1 mình phải bỏ. Cho nên là x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0. Phương trình này có hai nghiệm. Cho nên tổng cộng là 3 điểm cực trị câu D. Câu 3D. Rồi, giờ tới câu 4. Bây giờ câu 4 á, em muốn kết luận giá trị lớn nhất trên một đoạn thì em phải có bảng biến thiên. Nếu mà người ta cho đồ thị hàm hợp, em phải có bảng biến thiên. Cho nên thật ra cái mấu chốt của bài 4 là em phải tìm được bảng biến thiên của Hx đó. Mà muốn tìm bảng biến thiên của Hx thì chúng ta phải tìm nghiệm của đạo hàm Hx nha. Lấy đạo hàm nó trước. H'x bằng 2 nhân f' của 2x trừ 4 bằng 0. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là f' của 2x bằng 2. Cho nên chúng ta sẽ có cắt ngang số 2 đúng không? Cắt ngang số 2 á. Cắt ngang số 2 mà bây giờ á nó sẽ có 3 nghiệm. Ok, nó có 3 nghiệm bình thường thôi. Nó có 3 nghiệm. Nhưng mà cái nghiệm này nè là cái nghiệm kép mình nên bỏ đi. Đúng rồi, nó có 4 nghiệm lận nhưng mà nó sẽ có một nghiệm kép. Bỏ cái nghiệm kép đi là em sẽ lấy cái nghiệm này. Đó. Cắt ngang số 2. Như vậy là mình đọc cái nghiệm này là 2, còn nghiệm này là 4.2, còn nghiệm này là -3.2 đi. Nhưng mà cái này là nghiệm 2x nha, do là nghiệm t 2x bằng 2. 2x bằng 4.2. 2x bằng -3.2. Và chúng ta sẽ giải ra là x bằng 1. X bằng 2.1 với x bằng -1.6, hai thằng này loại hết. Là do nó cho cái đoạn này thì hai thằng này đâu liên quan khỉ gì đâu. Nó cho đoạn này mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ bảng biến thiên. Chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên thôi. Đó. Đây là -3/2 cho tới 2. Đây là 1. Rồi thằng này là h phẩy đúng không? Thằng này là x. Thằng này là hx. Đó, này không. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xét dấu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là từ 1 tới 2 á. Khi mà x nằm từ 1 tới 2, h phẩy âm hai dương, chúng ta sẽ lấy đại một giá trị đi cho thế. Hoặc là chúng ta thế bên đây đi, nhớ dễ. Ngay đây có số 0 nè mấy em. -3/2 tới 1 là nó có số 0 đúng không? Vậy thì chúng ta cho x bằng 0, thử x bằng 0 nha. Thử x bằng 0 để chúng ta coi cái này âm hay dương thì suy ra là h phẩy x. H phẩy của 0 nó bằng bao nhiêu, nhìn qua đây. H phẩy của 0 là bằng 2 f phẩy 0 trừ 4. 2 nhân f phẩy 0 trừ 4. Rồi bây giờ nhìn f phẩy 0 là 2 nè. À vậy là không được, nó bằng 0 rồi. Lấy số khác thử. -1 đi. Trừ 1 cũng ok đó. Trừ 1 là cũng trong đây thôi. Thử x bằng 0 mà không được mấy em. Phải của -1. H phải của -1 thì bằng 2 f phải của -1. Ủa? 2 f phải của -2 trừ cho 4. F phải của -2 là bao nhiêu? F phải của -2 là đây. Anh không biết chính xác không nhưng mà nó tầm 4 á. Nó tầm 4 á. Là 4 á. Đúng không? Ngay đây nó tầm 4 nè. Ngay nè. Như vậy là 2 x 4 trừ 4 âm 2 dương. Câu trả lời là dương. Cho nên cái lõm này dương. Cái này âm. Cái này lên. Xuống. Đó. Cho nên cái giá trị lớn nhất trong cái bảng biến thiên này là cái H1 rồi các em. H1. Thằng này là H1. Thằng này là H-3/2. Thằng này là H2. Như vậy chúng ta có thể nói á, giá trị lớn nhất là H1. Được chưa? H1 max là bằng H1. Mà Hx là bằng này đúng không? Cho nên H1 á là nó sẽ bằng F
thế x bằng 1 vô f2 trừ cho 4. Cho nên đáp án câu nào là câu C. Giá trị lớn nhất là f2 trừ 4. Hơi lạ đúng không? Này hơi lạ. Rồi. Bây giờ chúng ta đến câu số 5. Câu số 5 này các em phải tỉnh tí xíu thôi là làm được nha. Bây giờ chúng ta cũng phải can thiệp bằng cách là chúng ta làm giống như câu 4, đó là chúng ta phải tìm cái bảng biến thiên của thằng này thì chúng ta mới có thể kết luận sự đồng biến nghịch biến của nó. Bài, những cái bài này á, nó có cách bấm máy tính nhưng mà đừng có khoan hả học. Bây giờ mấy người cứ học giải tay đi, nghe lời anh đi, học cái nền tảng của toán học chứ đừng có học bấm máy tính thôi. Học bấm máy tính thôi là anh hại mấy em đó. Bây giờ chúng ta xin lấy đạo hàm. Đạo hàm là trừ 2x nhân cho f phẩy của 3 trừ x bình phương bằng 0 đúng không? Thì chúng ta sẽ ra hai nghiệm, một cái là trừ 2x bằng 0, một cái là f phải t bằng 0. Ok, thì hiển nhiên cái này ra ở trên là x bằng 0 rồi, ở dưới f phải t bằng 0 thì nó sẽ có 3 nghiệm các em. Một nghiệm là âm 6, một nghiệm là âm 2, ủa một nghiệm là âm 1 chứ, cái này là âm 1 nha, còn cái này là 2. Mà t là 3 trừ x bình cho nên sẽ có là 3 trừ x bình bằng âm 6, 3 trừ x bình bằng âm 1, 3 trừ x bình bằng 2. Và chúng ta sẽ giải ra thôi. X bằng 0. Cái này là x bình bằng 9 với x bình bằng 4, x bình bằng 1. Như vậy tổng cộng là sẽ có 7 nghiệm. X bằng 0, x bằng cộng trừ 3, x bằng cộng trừ 2, x bằng cộng trừ 1. Tổng cộng 7 nghiệm. Nếu mà bài này hỏi bao nhiêu điểm trị, quá dễ trả lời 7 điểm trị. Nhưng mà bài này nó hỏi đồng biến ở khoảng nào thì chúng ta cần phải có một cái bước tiếp theo, đó là chúng ta phải tìm cái bảng biến thiên của nó. Khi mà chúng ta có bảng biến thiên rồi chúng ta mới thể kết luận sự đồng biến nghịch biến của một đồ thị. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm thôi. Anh sẽ cung cấp cho em những cái bước tìm. Đầu tiên là em vẽ cái bảng ra, rồi liệt kê mấy cái nghiệm này lên. Trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Ok, mấy cái này cộng vô cùng, này trừ vô cùng, này là x, thằng này là y phẩy, thằng này là y nè, này là 0, 0, 0 hết đúng không? Thì nếu như tất cả thằng này là nghiệm đơn hết, thì nếu như á em biết dấu của một lõm nào đó thì em sẽ biết tất cả những cái dấu của những lõm còn lại. Đó, đó là suy nghĩ. Vậy bây giờ anh sẽ đặt cái câu hỏi trong ra nha. Anh sẽ biết, anh sẽ đặt câu hỏi trong cái lõm này, anh cho x bằng 2.5 đi. Ok chưa? X bằng 2.5. X bằng 2.5. Thì anh suy ra được là thằng y phẩy nó sẽ bằng trừ 2 mà nhân 2.5 là trừ 5. Đó. Ok chưa? Nhân cho f phẩy của 3 trừ 2.5 bình, 3 trừ 2.5 bình là bao nhiêu? 3 trừ 2.5 bình phương trừ 3.25, f phẩy của trừ 3.25. Mà các em thấy á, ngay chỗ trừ 3.25 là ngay cái chỗ anh chỉ màu tím nè, trừ 3.25 là ngay đây nè, thấy không? Là cái này đã đang dương đúng không? F phẩy là nó tầm là số 2 á, tầm số 2 nè. Thì cái này là số 2 nhân số trừ 5 thì giống như là âm rồi. Ngay phải ngay đây âm. Cho nên cái lõm mà anh đặt dấu chấm hỏi ngay đây là âm. Âm nha. Này là âm nè. Trên nó này dương, bên này dương. Bên này âm, này dương, này âm, này dương, này âm. Ok. Và khi các em biết điều này thì các em biết chỗ nào đồng biến biến rồi. Chỗ này nghịch. Chỗ này đồng. 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 Đó. Nếu mà muốn vẽ thì nó sẽ như vậy nè. Đó. Ok chưa? Rồi. Vậy giờ nó sẽ đồng biến trên khoảng nào? Để tôi nhìn coi. 2, 3 đúng không? Không. 2, 3 là sai rồi. 2, 3 là nghịch biến. Trừ 2, trừ 1 là nghịch biến luôn. Không được. 0, 1 nghịch biến luôn. Không được. Vậy là đáp án là D, trừ 1, 0. Đáp án là câu D các em, trừ 1, 0. Nè, trừ 1, 0 thì đồng biến nè.
Rồi thì câu này là câu cũng khá là hay và cũng khá là hay gặp luôn, cho nên xem cho nó kỹ vô. Và anh nghĩ là nó cũng khác gì mấy bài cực trị, chúng ta chỉ cần tìm nghiệm, nhưng mà chúng ta phải tìm được cái bảng biến thiên nữa. Rồi đây là lời giải của anh ở lecture số 49.3. Chúc các em sẽ học tốt. Bye bye.